Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ má phanh trước sau của Kia Cerato 2018. Đây là bộ má phanh xịn được sản xuất tại đây, Ấn Độ này. Còn má này là được sản xuất bởi công ty Hyundai tại Hàn Quốc này. Đây chính là mã sản phẩm của nó này. Đây là bộ má phanh trước. Má phanh trước này. Combo mỗi bộ má phanh thì nó sẽ bao gồm là 4 má. Hai má hai bên mà. Đây là bộ má phanh sau. Đó. Đây là má phanh sau này. Anh em có thể nhìn này. Quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một hộp bìa cắt tông với dập thương hiệu và mã số của hãng anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy, 4 má này. Đây là má trước này. Má trước thì bao giờ nó cũng to bởi vì gần như là chúng ta sẽ sử dụng má trước rất là nhiều. Đó. Đây, má rất là dày. Mặt má này. Đấy, anh em nhìn nhé. 4 má này, hai phanh gài. Chất rất là mịn. Đây em có thể sờ cho anh em nhìn. Đó. Nó không hề ra một chút nào gọi là chúng ta hay gọi là amiang. Đây là má xịn này. Đây là má sau của nó này. Đấy. Thân má rất là dày. Đây chúng ta có thể nhìn này, mịn, không hề bị gợn luôn. Đó. Thì vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em combo bộ sản phẩm má phanh trước sau của Kia Cerato. Anh em quan tâm cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.